Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái case study, một cái tình huống nghiên cứu mà tôi nghĩ là cũng rất là tốt và các bạn có thể nên tham khảo cái case study này để bổ sung cho mình những cái thông tin và kiến thức. Tất nhiên trước khi nói về cái case study này thì tôi cũng nói rằng đây hoàn toàn cái sự thành công này, cái cách thức kinh doanh này là hoàn toàn là nhờ tài năng, nhờ cái trình độ, nhờ cái phương pháp bán hàng, nhờ cái mô hình kinh doanh của chủ shop và của fanpage Made in Japan này. Chứ không phải là nhờ tôi hay là nhờ PA Marketing, mà chúng tôi chỉ may mắn là chạy quảng cáo thuê và quản trị fanpage thuê trong một thời gian cho cái fanpage này. Và chúng tôi nhận ra rằng đây là một cái mô hình, một cái case study rất là tốt để có thể chia sẻ với anh chị và các bạn. Tất nhiên với tư cách là một người chuyên làm đào tạo, chuyên làm tư vấn, chuyên làm dịch vụ chăm sóc khách hàng và quản lý fanpage cũng như là chạy quảng cáo thuê cho khách hàng, tư vấn về chiến lược kinh doanh marketing online, thì việc giới thiệu một case study như này cũng rất là thú vị và giúp cho các anh chị và các bạn hiểu thêm về rất nhiều những cái phương thức bán hàng thành công. Các anh chị và các bạn có thể xem ở đây một cái fanpage là Made in Japan. Trước đây thì có chạy quảng cáo, cách đây hơn năm thì có chạy quảng cáo túc tắc, số lượng cũng không nhiều, chi ngân sách cũng rất là ít, nhưng hiện nay khoảng một năm trời trở lại đây không hề chạy quảng cáo, nhưng mà vẫn có một cái lượng inbox rất là lớn, rất là nhiều. Hàng ngày hiện nay bình quân mỗi ngày là có khoảng 100 inbox trao đổi về các cái đơn hàng một cách tự nhiên. Đấy, thế thì cái bí quyết là như thế nào? Thì đầu tiên các bạn nhìn thấy cái fanpage này là thứ nhất là cũng vẫn thường xuyên cập nhật những cái đơn hàng, những cái deal mà những cái sale off, bởi vì đây là một cái fanpage chuyên làm order hàng Mỹ và hàng Nhật cho khách hàng. Order tức là sao? Tức là mình mua hàng hộ, đúng không ạ? Đấy, có những cái chương trình sale off gì mình đưa lên đây mình bán quần áo, nước hoa, đồ dùng, kính mắt, giày dép, mỹ phẩm vân vân, miễn là cứ hàng xịn, hàng của Mỹ, của Nhật là shop sẽ bán, đăng liên tục các deal lên và đăng cả feedback của khách hàng lên. Đấy, thực tế thì các anh chị và các bạn có thể nhìn thấy đây ạ, inbox của fanpage rất là nhiều. Đấy, khoảng từ 21 đến 22 giờ cái lượng inbox rất nhiều, 18 đến 19, 20 giờ đây, buổi chiều 14, 13 giờ đây, đúng không ạ? Ít hơn một chút, 9 giờ, 10 giờ, đúng không ạ? 8 giờ, 8 giờ, 8 giờ rất mạnh, 7 giờ, 6 giờ. Vâng, một ngày bắt đầu từ 6 giờ đến 24 giờ có khoảng 100 cái inbox như thế này, phải nói là rất là nhiều, rất là tuyệt vời. Vậy thì cái câu hỏi được đặt ra là cái bí quyết nào giúp cho cái fanpage này có thể thành công? Thứ nhất là họ bán cái sản phẩm là có chất lượng, là hàng Mỹ, hàng Nhật, hàng có thương hiệu. Đấy, vì là những cái sản phẩm có chất lượng rồi cho nên là khi mà khách hàng đã mua, khách hàng đã hài lòng, đã tin tưởng thì cái tỷ lệ tái mua và sẽ ủng hộ sẽ rất là cao. Thứ hai là họ bán những cái sản phẩm này thì thường là cái phân khúc giá nó cũng sẽ cao, vài trăm ngàn cho đến 1, 2, 3 triệu cho một sản phẩm. Thì cái tập khách hàng của họ rất là chất, đúng không ạ? Từ khoảng độ 30 đến 50 tuổi và là những người mà thích hàng hiệu có thu nhập. Tất nhiên là những cái hiệu này thì những hiệu nó cũng là bình dân thôi, nó không phải là những hiệu quá đắt tiền như kiểu Gucci, LV, Prada gì đó, nó chỉ là những hiệu ví dụ như là Adidas, Nike hay là đặc biệt là đây họ chuyên săn hàng giảm giá sale off của các trang web ở bên Mỹ, bên Nhật, thì cái việc giảm giá này rất là quan trọng, đúng không ạ? Hàng ngày họ luôn luôn có những cái đội ngũ canh sale ở trên các trang web và họ có 10 nhân sự để mà post bài những cái deal, những cái sale off lên trên fanpage cũng như là để trả lời liên tục và rất là nhanh các cái inbox của khách hàng. Thì tôi nghĩ đây cũng là một cái yếu tố rất là thành công. Với 10 cái nhân sự người ta vừa trả lời, vừa check inbox, vừa check đơn hàng, vừa đặt hàng cho khách ở trên website, vừa xử lý và giải quyết các cái vấn đề liên quan đến giao hàng và vấn đề thanh toán của khách hàng. Đấy, sản phẩm thì tương đối là đa dạng bởi vì là hàng order bất kể cái gì cũng đều có thể order được, hàng Mỹ, hàng Nhật, hàng có chất lượng, đúng không ạ? Đấy, thì tôi cho rằng đấy là một số những cái yếu tố rất là quan trọng. Và đặc biệt là đối với ngành hàng order như thế này, thì khi mà mình order rồi thì ngoài cái chuyện là cái website, ví dụ như cái thương hiệu ABC gì đấy họ giảm giá cho mình, thì mình là người mua hàng hộ thì bao giờ thông thường thì mình cũng sẽ có cái code giảm giá sâu hơn nữa. Ví dụ như là mình có thể được giảm thêm 3%, 5%, 10%, thậm chí hơn. Do là mình là một cái khách hàng lớn, mình thường xuyên mua hàng và mua cái số lượng nhiều. Đấy, thì đấy là lý do tại sao mà hàng hóa tại shop này luôn luôn có xu hướng là rẻ hơn, cộng thêm cái phần giảm giá nữa. Thí dụ như là
cái hãng này giảm 30% thì cái shop này hoàn toàn có thể giảm 35-40% cho khách hàng. Thì tôi nghĩ đây là một trong những cái yếu tố mà giúp cho cái fanpage mà không cần chạy quảng cáo, hoàn toàn organic, cũng có thể có hàng trăm đơn hàng mỗi ngày. Tất nhiên trước đó thì họ cũng đã phải chạy quảng cáo, họ cũng đã phải có một cái giai đoạn dài để làm uy tín, làm thương hiệu rồi. Và bây giờ thì có lẽ là mỗi một ngày có trăm đơn hàng thì tôi nghĩ là cái lợi nhuận cũng rất là tốt, đúng không? Thì tôi xin phép chia sẻ cái case study này và đánh giá một số những cái yếu tố thành công như vậy để các bạn có thể tham khảo. Và các bạn nên nhớ rằng là tôi xin phép được nhắc lại là đây là thành công của chủ shop, của fanpage, chứ không phải thành công nhờ chúng tôi tư vấn hay nhờ chúng tôi chạy quảng cáo giúp hay là nhờ chúng tôi đào tạo. Và chúng tôi không nhận công về mình, chúng tôi chỉ chia sẻ cái case study này là một cái khách hàng mà chúng tôi trước đây đã chạy quảng cáo cho, bởi vì chúng tôi cung cấp dịch vụ chạy quảng cáo thuê, chúng tôi có đào tạo, có tư vấn, vân vân. Vì chúng tôi là một cái đơn vị mà làm đào tạo rất là uy tín từ năm 2012, khi mà Facebook bắt đầu có mạng lưới quảng cáo ở trên web, cái hệ thống Facebook của mình. Từ năm 2012 đến nay là gần 8 năm rồi, chúng tôi vẫn đào tạo, vẫn tư vấn, vẫn triển khai và vẫn làm quảng cáo cũng như là bán hàng online cho khách hàng. Thì đấy là một số cái chia sẻ, rất mong là các anh chị và các bạn có thể học hỏi được điều gì đó và rút được cái kinh nghiệm cho mình. Đấy là cái ý nghĩa mong muốn mà chúng tôi muốn chia sẻ cái successful case study, tức là cái tình huống nghiên cứu thành công này. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn, xin phép được cảm ơn Made in Japan và chủ shop cũng đã chia sẻ những case study này với khách hàng, với các anh chị học viên của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo.